50 cá nhân được biểu dương khen thưởng là những điển hình tiên tiến, đại diện cho trên 800 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Họ là những người được tôn vinh là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc với nhân dân trong tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích chung ấy có cống hiến của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, những người đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường giao thông mới, xây dựng các công trình phúc lợi, tiên phong, tạo ra các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, nâng cao đời sống cho bà con tại các vùng dân tộc, những người góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đấu tranh lại các tà đạo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đồng chí mong muốn đội ngũ những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, giúp các ngành chức năng vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là khơi dậy và hun đúc tinh thần, ý chí vượt khó trong đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới.